tâm huyết được nhắc đến từ đầu buổi chương trình của chúng ta cho tới bây giờ, đó là thầy Nguyễn Phùng Phong, kỷ lục gia siêu trí nhớ thế giới đầu tiên của Việt Nam, chủ tịch tổ chức trí nhớ Việt Nam. Ngoài việc huấn luyện và đào tạo cho đội tuyển siêu trí nhớ Việt Nam, kỷ lục gia thế giới Nguyễn Phùng Phong cùng đội ngũ tâm trí lực đã và đang triển khai dự án siêu trí nhớ học đường, một sản phẩm được tạo thành từ 6 năm trải nghiệm thực tế, nghiên cứu, đúc kết những phương pháp, kỹ thuật ghi nhớ kiến thức cho trong học đường để hỗ trợ hiệu quả cho các em trong việc nhớ dễ dàng kiến thức các môn học. Để hiểu hơn về dự án đặc biệt này, xin trân trọng mời lên sân khấu kỷ lục gia siêu trí nhớ thế giới Nguyễn Phùng Phong lên sân khấu để chia sẻ thêm về khóa học tuyệt vời này ạ. Xin trân trọng kính mời thầy Phong. Kính thưa các bác, kính thưa các anh, kính thưa quý vị đang có mặt trong buổi hội ngộ hôm nay. Quý vị nhìn thấy Phương Trinh và Thu Hiền nhớ ba cột khó đúng không ạ? Nếu mà con chúng ta nó học toán lý hóa văn sử địa thì không có khó cỡ đó đâu. Nó chỉ cần cái độ khó của toán lý hóa văn sử địa ở trường nó chỉ khoảng 7 trụ đổ lại thôi. Tức là cái nghiên cứu độ khó ghi nhớ. Còn hôm nay thì các con đã nhớ đến 30 trụ để cho thấy rằng con người có khả năng nhớ rất là tốt. Chỉ cần có phương pháp được không ạ? À, và trong cái hành trình mà đào tạo nhân tài thì tôi đã thấy rất là nhiều đứa trẻ tới cái giờ học mà nó mê game đến một cái mức nó nói rằng là cho nó nhìn năm trường, tức là nó mê game, nó không thèm học nữa, tức là thể hiện cái thái độ chán học đúng không ạ? Rồi có những cái đứa trẻ gọi là nổi loạn, không có muốn học, chỉ muốn chơi và cãi lời cha mẹ, đã có những phụ huynh phải đánh con, phải dùng những cái biện pháp mạnh về vũ lực. Và những đứa trẻ đó khi nó đến với tâm trí lực, nó được tiếp cận với phương pháp học tập, nó được hướng dẫn cái cách phù hợp với nó làm cho việc học trở nên nhẹ nhàng. Chúng ta biết là khi người ta chán là bởi vì người ta thấy nó khó, nó mệt, nó căng thẳng quá. Vậy thì những cái đứa trẻ đó nó đang ngồi ở đây, một số, đại diện một số. Đó là những đứa trẻ mà quý vị coi chương trình siêu trí tuệ, quý vị cảm thấy ngưỡng mộ. Trời ơi, giống như nhà báo Lại Văn Sâm bảo rằng chú tự hào vì là đồng hương của cháu, tức vì cháu là người Việt Nam. Nhưng mà nói cho quý vị biết, những đứa trẻ đó ngày trước có những đứa rất là mê game, có những đứa là nổi loạn, có những đứa ù lì không muốn học, tới giờ là cha mẹ phải nhắc. Và khi mà các con được học phương pháp, các con lên siêu trí tuệ, các con biểu diễn, các con tham gia những cuộc thi quốc tế, và hôm nay bằng tất cả cái lòng biết ơn và thầy cô tâm trí lực, và cũng như muốn nhiều bạn bè khác có thể học được phương pháp này, thì các con đã quay về để hỗ trợ. Xin cho các con đang ngồi bên dưới anh chàng vỗ tay ạ. Quý vị thấy những gương mặt về siêu trí tuệ, siêu trí nhớ đấy, ở trên truyền hình các con đang ngồi ở đây. Vậy thì các con là những cái đứa bé bình thường, nhưng mà được đào tạo đúng vào cái thế mạnh và phù hợp với con. Vì vậy cái ước muốn của tôi là làm sao con cái của chúng ta, các con cũng được học, làm sao để biết cách học để nó khỏi cực nhọc. Khi một đứa trẻ mà nó ham học thì chắc chắn là nó sẽ tạo ra những điều tuyệt vời. Ông bà của mình đã có dạy rằng là con người sinh ra là như nhau, khác nhau là do cái sự học. Nhưng nếu mà bây giờ tới việc học mà nó chán, nó lười thì thôi, tiêu nó mất tiêu rồi. Quý vị đồng ý không ạ? Vì vậy dự án siêu trí nhớ học đường, mục tiêu đó chính là biết cách học để khỏi cực nhọc. Và cái chương trình này thì học online quý vị. Chúng ta chỉ cần vào trang web siêu trí nhớ học đường.com. Tôi và các cộng sự của tôi, một ekip gần 50 cái con người đã làm việc để ra được cái sản phẩm này. Và khi mà vào siêu trí nhớ học đường thì nó có một cuốn sách. Ở đó tôi trình bày toàn bộ các cái kỹ thuật mà các nước trên thế giới người ta đang dùng trong tất cả các trường đào tạo của họ. Tôi tổng hợp nó, bấm cho nó chạy qua giùm thầy, bấm nhanh nhanh. Thầy nói thì nói, mình cứ bấm cho sách nó chạy. Tức là những cái cuốn sách này quý vị có thể cho con mình đọc online, được không ạ? Bấm liên tục. Tức là sách thì nó là cái tổng kết và nó phù hợp với bài vở của Việt Nam. Tôi đã làm đầy đủ, không thiếu kỹ thuật nào hết, bằng hình ảnh, bằng màu sắc. Gọi là đọc rất là vui, nhưng nó không chỉ toàn là chữ, được không ạ? Đấy, nó có những cái mã hóa. Làm sao để Phương Trinh và Thu Hiền có thể nhớ được một cái thành tích tốt như vậy? Thì là nhờ những cái kỹ thuật này đây. Quý vị có thể cho con của mình học như vậy, được không ạ? Đó. Rồi kế bên cuốn sách thì có cái video clip, tức là tôi giảng, tôi trình bày. Bởi vì có nhiều bé nó học không qua đọc, mà nó học cần phải nghe. Chứ nếu mà cứ đọc là nó không chịu. Nên chúng tôi có video clip, có cả tiếng Anh, phụ đề tiếng Anh, để cho các bạn học sinh ở các cộng đồng người Việt ở hải ngoại cũng có thể coi. Bởi vì nhiều cái phụ huynh ở các nước,
Họ nói với tôi rằng là con tôi bây giờ tiếng Việt đó, nó nghe chữ được chữ mất. Tôi cũng sẵn tiền đây, tôi cũng nhắm qua live stream đó là quý vị nên để cho con mình học tiếng Việt. Mình gìn giữ cái sự tự hào của dân tộc mình chứ. Nhưng mà để phục vụ cái gọi là cái thỏa mãn cái mong đợi quý vị thì tôi cũng có tiếng Anh phụ đề để con quý vị có thể học thêm. Rồi tiếp theo nữa là ngoài những bài giảng của tôi thì có bài giảng của thầy cô ở trên trường. Toán, lý, hóa, văn, sử, địa từ lớp 1 đến lớp 12. Kéo xuống bài giảng ấy, bài giảng của thầy cô. Thì thầy cô mà giảng là phải giảng theo phong cách tôi yêu cầu. Cũng có rất nhiều thầy cô giỏi trên toàn quốc muốn được tham gia dự án này. Nhưng họ nói là tôi đã quen giảng cái bảng đen và chữ trắng thì tôi không đồng ý. Bởi vì đó không phải là cách để giúp các con thuộc bài dễ dàng. Nên tôi đề nghị phải giảng theo phong cách của tâm trí lực của tôi yêu cầu. Nên là trong các bài giảng, quý vị coi sơ một bài giảng về lý nhé. Môn vật lý lớp 10. Thầy sẽ mở rộng cho các bạn thêm một biểu thức nữa để các bạn sử dụng khi mà các bạn tính toán những bài tập nâng cao nhé. Đó chính là liên hệ với động lượng. Động năng nó có mối liên hệ như thế nào với động lượng? Tức là khi thầy giảng là thầy không có được giảng theo cái kiểu là toàn chữ mà thầy phải giảng theo sơ đồ. Vậy thì thầy cô nào mà chưa có nắm vững kỹ thuật thì chúng tôi cập nhật kỹ thuật. Còn thầy cô nào mà biết rồi thì có thể tự trình bày và chúng tôi hỗ trợ cái chuyên môn. Đấy là cái phần bài giảng. Cái phần này nó rất là quan trọng quý vị ạ. Tức là con của chúng ta mà nó đi học á, nó cảm thấy khó là tại vì sao? Nhiều khi nó học hết giờ mà nó chưa có hiểu. Tức là nó hiểu chưa có hết, hết giờ thôi. Thì nó đi về trong trạng thái chưa hiểu. Và cứ nhiều lần chưa hiểu cộng lại thì người ta gọi là mất căn bản. Vậy thì khi một đứa bé nó mất căn bản nó sẽ rất là sợ học. Quý vị hình dung không ạ? Một cái con người mà khi họ đối diện với những cái thứ mà họ bị thiếu, họ cảm thấy họ rất là lo lắng. Vì vậy cái lo lắng đó nó cộng với lo lắng, nó cộng với lo lắng, nó cộng với lo lắng, nó cộng quá nhiều lo lắng lại. Thì mỗi lần nghe chữ học là nó run rẩy, nó sợ. Nó sợ ha. Rồi lên trường thì kết quả nó không tốt thì nó bị thầy cô chê. Về nhà thì bị thầy cô chê, ba mẹ chê. Vậy là nó chuyển qua chế độ chán. Và thế là cứ chán với lười là do khó. Vậy thì cái phần video bài giảng từ lớp 1 đến lớp 12 này, tất cả các môn toán, lý, hóa, văn, sử, địa này, quý vị cho con của mình nó coi sau khi đi học về. Mà nếu như mà nó cảm thấy chưa hiểu cái gì thì nó cứ vô đúng cái lớp của nó, đúng cái môn của nó, đúng cái bài giảng đó là nó sẽ được nghe lại. Và các thầy cô chỉ được phép giảng dưới 15 phút, không được giảng dài dòng. Nghĩa là thầy cô phải rất là đúc kết cái bài giảng của mình, cái tinh túy của mình, luyện tập làm sao mà nói càng ngắn càng tốt. Ở trong cộng đồng chúng ta thì chúng ta biết có rất nhiều bác rất là giỏi cái này. Một trong những đó bác đó mà tôi rất kính trọng và ngưỡng mộ đó là nguyên Bộ trưởng Lê Doãn Hợp. Thầy là cái người nói đơn giản ngắn gọn nhưng rất là nhiều cái nội dung. Vậy thì trong cái chương trình này tôi cũng yêu cầu các giảng viên toán, lý, hóa, văn, sử, địa là phải giảng làm sao dưới 15 phút, mặc dù bài đó được phép giảng trong 45 phút. Vậy thì thầy cô rất là nỗ lực và tôi cũng biết ơn thầy cô đã nghe hiểu được cái ước mơ, nguyện vọng của chúng tôi để hợp tác. Vậy thì các con có thể về nhà coi lại bài giảng như thế này. Nhưng mà tôi khuyến khích là quý vị nên cho con của mình là nó coi trước khi đi học để nó chủ động, nó biết hôm nay nó học cái gì. Đó, vì cái người mà giỏi là người phải có khả năng tự học. Chứ nếu mình cứ chờ ai đó cho mình kiến thức mình mới giỏi thì còn rất là lâu. Mình phải tự học, tự nghiên cứu trước. Rồi tới thầy cô giảng, mình sẽ phản biện, mình sẽ đóng góp, mình sẽ làm cho cái tiết học nó vui lên. Thì nên cho con coi trước. Nhưng mà giả như mà trên trường nó không hiểu thì cũng có thể coi sau. Đó là cái phần về video clip. Và tiếp theo là cái phần diễn đàn, cái phần tham khảo. Bởi vì tôi đã hướng dẫn đầy đủ về rồi nhưng mà tôi vẫn gặp những trường hợp là những đứa trẻ nó không có tự làm được. Mặc dù mình nói nó hiểu nhưng mà vô thực chiến là nó không làm được. Vì vậy tôi phải làm ra là từ lớp 1 đến lớp 12, toán, lý, hóa, văn, sử, địa là đều có bài tham khảo. Và khi mà tôi đưa bài tham khảo lên đây thì để cho các con có một cái nút, đó là nút đóng góp. Có nghĩa là con được phép đóng góp cái bài của con vào, chứ không phải cứ nghe một mình thầy cô. Các con đóng góp vào. Nếu bạn nào mà đóng góp vào mà được nhiều bạn trên khắp toàn quốc mà học cái chương trình này mà gọi là like, mỗi like như vậy được cộng một điểm. Và cuối tháng bạn nào mà cao điểm nhất thì được thưởng giải nhất, giải nhì, giải ba. Cứ mỗi khối lớp đều được thưởng để cho các bạn thấy là thầy dạy con nhưng thầy không áp đặt con là phải theo thầy. Vì sức thầy cũng có một vài xíu thôi. Các con là thiên tài mà, các con phải tự đóng góp vào đây. Và con nào giỏi thì thầy thưởng. Thì đây là cái cách học hai chiều giữa thầy cô và học sinh. Và tiếp theo nữa là diễn đàn, tức là cái nơi các con có thể hỏi đáp mọi thứ mà không nằm trong học đường. Ví dụ đi học piano, có nhiều đứa trẻ nó học cả tuần nó mới đánh được một bài. Có đứa hai tuần mới đánh được một bài là tại vì nó không nhớ được các cái nốt nhạc trên khuôn nhạc. Thì những cái đó nó không nằm trong học đường, thì chúng tôi đưa qua diễn đàn. Và nếu mà các con mà gặp khó khăn gì trong các cái môn mà ngoài học đường thì cứ chụp cái dữ liệu đó gửi vào, thì các bạn Phương Trinh, Thu Hiền
Huỳnh Lâm Tính, Phương Nghi, Hồng Anh, Phạm Ngọc Bình, các cái bạn mà trên siêu trí tuệ mà quý vị coi các con thi đó, họ sẽ hỗ trợ cho các con trên khắp toàn quốc về điều đó quý vị ha. Đây là một cái sự nỗ lực hết sức và bằng cái sự đam mê, nó bắt nguồn từ cái chỉ đạo của Tổng Giám đốc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cách đây 6 năm tại Văn phòng Kỷ lục. Anh đã nói với chúng tôi rằng là học siêu vậy đó, rồi làm sao mà thuộc toán lý hóa mới hay. Chứ còn biểu diễn nhớ 1000 con số, 100 con số mà không thuộc bài ở trường thì để làm gì? Anh nói có vậy thôi mà chúng tôi phải vào cuộc 6 năm nay. Và chúng tôi đã kiên trì làm liên tục như vậy. Và cuối cùng nó ra được kết quả ngày hôm nay. Và kết quả này là sự cống hiến của cả một tập thể, cả 50 con người làm việc tâm huyết. Xin biết ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Và tôi cũng ước mong con cái của quý vị kỷ lục gia cũng sẽ được nhận một cái account học trọn đời miễn phí. Vì các anh chị kỷ lục gia đối với tôi là những tinh hoa, là những cái trí tuệ đáng tự hào. Và tôi mong tôi cũng có thể góp được một chút sức cho cái, nếu con quý vị lớn rồi thì tới cháu được không ạ? Chúng tôi xin tặng cho quý vị kỷ lục gia một cái account học trọn đời miễn phí, không cần phải trả bất cứ phí nào. Còn lại xin cảm ơn quý vị. Con cũng xin cảm ơn bác Thang Văn Phúc, bác Lê Doãn Hợp, bác giáo sư viện sĩ Hoàng Quang Thuận và anh Lê Trần Trường An trong suốt 6 năm qua đã luôn tạo điều kiện và ủng hộ con để anh em con có thể có được ngày hôm nay. Dạ vâng, xin cảm ơn những lời chia sẻ đầy tâm huyết của thầy Nguyễn Phùng Phong. Kính thưa quý anh chị, dự án siêu trí nhớ học đường tại Việt Nam cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt thành của Liên minh siêu trí nhớ toàn cầu. Hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu một vài lời chúc mừng của các chủ tịch siêu trí nhớ quốc tế. Và người đầu tiên chúng tôi muốn giới thiệu đến đó là tiến sĩ kỷ lục gia thế giới Biswarov, Roy Johari. Xin mời các anh chị cùng hướng về màn hình ạ. Hi, I'm Dr. Biswarov Roy Johari from India. Tôi là tiến sĩ bác sĩ Biswarov Roy Johari từ Ấn Độ. Tôi xin chúc mừng kỷ lục gia thế giới Phùng Phong. Phùng Phong là học trò của tôi, một học trò xuất sắc. Và bây giờ anh đang làm một công việc tuyệt vời, chính là triển khai chương trình siêu trí nhớ học đường ở Việt Nam. Và tôi mời anh cùng những học trò xuất sắc nhất đến với Ấn Độ vào năm 2021. Vào dịp này thì các bạn có cơ hội đọ sức cùng những kỷ lục gia về trí nhớ của Ấn Độ. Chúc các bạn những điều tốt đẹp nhất. Xin cảm ơn. Và tiếp theo là lời chúc mừng từ ngài Dominic O'Brien, chủ tịch siêu trí nhớ châu Âu, người 8 lần vô địch siêu trí nhớ thế giới. Hi everyone, I'm Dominic. Chào mọi người, tôi là Dominic O'Brien. Năm 2008, tôi đồng sáng lập giải vô địch siêu trí nhớ học đường. Chính vì vậy, tôi rất lấy làm vinh dự được thông báo và chúc mừng Kenny cùng các cộng sự trong dịp ra mắt dự án mới giảng dạy các kỹ thuật siêu trí nhớ. Điều quan trọng là các em hãy học các kỹ thuật siêu trí nhớ để việc học được hiệu quả và làm tốt các bài kiểm tra, nhưng không chỉ là để thành công trong môi trường học tập mà còn là để thành công trong môi trường trong cuộc sống. Một lần nữa chúc mừng Kenny cùng các cộng sự, hẹn gặp lại các bạn. Và tiếp theo là lời chúc mừng dự án siêu trí nhớ học đường đến từ Chủ tịch Hội đồng Trọng tài Thế giới Lester He. Hello, I'm Lester. Xin chào, tôi là Lester, trưởng ban trọng tài trí nhớ toàn cầu. Đây là niềm vinh dự rất lớn đối với tôi khi tôi nhận được lời mời từ người bạn thân của tôi, Kenny, Chủ tịch Hội đồng Thể thao Trí nhớ Việt Nam, để chia sẻ vào ngày hôm nay. Người bạn của tôi, người bạn thân của tôi, Kenny, Chủ tịch Hội đồng từ Việt Nam, cho ra mắt một dự án mới. Và tôi chúc cho chương trình thành công rực rỡ. Kenny không chỉ là Chủ tịch Hội đồng tại Việt Nam, anh còn là một huấn luyện viên rất rất tuyệt vời. Anh đã đào tạo thành công những tuyển thủ cực kỳ xuất sắc cho đội tuyển Việt Nam. Tôi hy vọng rằng Kenny sẽ áp dụng chương trình huấn luyện chuyên nghiệp của mình để tìm ra hàng nhiều hơn nữa những tuyển thủ xuất sắc. Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể thi đấu cùng nhau vào năm sau. Một lần nữa tôi chúc mừng Kenny cùng các tuyển thủ. Hoan hô các bạn. Cảm ơn. Kính thưa quý đại biểu, 6 năm ấp ủ, ngoài tâm huyết của kỷ lục gia Nguyễn Phùng Phong,
Sản phẩm siêu trí nhớ học đường ra đời là sự đóng góp và đồng hành của tập thể giáo viên, các thành viên của công ty cổ phần đào tạo Tâm Trí Lực, các thầy cô giáo khắp cả nước cùng các đối tác. Để cảm ơn những đóng góp cho sự ra đời của dự án siêu trí nhớ học đường, xin kính mời cô Võ Thị Thái Vượng, giám đốc đào tạo cùng các thầy cô đại diện đội ngũ giảng viên của công ty cổ phần đào tạo Tâm Trí Lực và một số thầy cô trong đội dự án tiến lên sân khấu để nhận những bó hoa tươi thắm và lời chúc mừng từ Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam. Con xin trân trọng mời lên sân khấu tiến sĩ Ngô Quang Xuân, nguyên đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, và ông Trần Hoàng, chủ tịch Hiệp hội Marketing Việt Nam, lên trao những bó hoa tươi thắm cho các thầy cô ạ. Xin giới thiệu danh sách thầy cô. Đầu tiên là cô Nguyễn Thị Ngọc Bích, trưởng ban dự án siêu trí nhớ học đường, cô Nguyễn Đặng Thanh Nga, cô Nguyễn Thị Phương Thảo, thầy Phạm Ngọc Bình, cô Trần Thị Hương Xuân, cô Nguyễn Ái Lan, cô Mai Ngọc Lan, thầy Huỳnh Phước Nguyên, cô Bùi Thị Vân Anh, thầy Trần Thanh Hải, thầy Ninh Công Tuấn, cô Nguyễn Thị Thu Hà, thầy Trần Kiết Dinh và cô Trần Thị Bích Ngọc. Trong 6 năm vừa rồi, những bó hoa tươi thắm, những lời chúc mừng và cảm ơn cho sự tận tụy và đóng góp của các thầy cô trong hành trình 6 năm. Và xin mời nữa dành cho những tinh hoa của Tâm Trí Lực được không ạ? Và con xin mời tiến sĩ Ngô Quang Xuân và ông Trần Hoàng Tức tiếp tục lưu lại sân khấu để mình cùng trao hoa. Sau đây, xin mời hiện diện lên sân khấu là các bạn trong biệt đội siêu trí nhớ học đường. Đây là những gương mặt xuất sắc đã nỗ lực luyện tập và đạt thành tích cao tại các đấu trường trí nhớ và chương trình siêu trí tuệ Việt Nam. Xin cảm ơn các con đã đồng hành cùng các thầy cô để hỗ trợ cho việc học của các bạn học sinh trên khắp cả nước. Xin vinh danh bạn tuyển thủ Đặng Thu Hiền, vinh danh tuyển thủ Đặng Thị Phương, Đặng Ngọc Phương Trinh, xin vinh danh tuyển thủ Huỳnh Lâm Tính, Huỳnh Lâm Minh Thanh, Hoàng Thị Linh Anh, Hoàng Thị Diệu Anh, xin vinh danh Nguyễn Hồng Anh, Lương Đỗ Thanh Nhã, tuyển thủ Nguyễn Đức Gia Phúc, tuyển thủ Trần Gia Hưng, tuyển thủ Ngô Quang Hiếu và tuyển thủ Phạm Nguyễn Hoàng Ngân. Một lần nữa xin giới thiệu biệt đội siêu trí nhớ học đường trên sân khấu của chúng ta. Xin một tràng pháo tay thật lớn dành cho các con. Bởi vì không những bản thân nỗ lực đạt thành tích cao, các con đã quay trở lại đồng hành cùng dự án siêu trí nhớ học đường để có cơ hội giúp đỡ cho các bạn học sinh trên khắp cả nước. Một tràng pháo tay lớn nữa để chúc mừng cho biệt đội siêu trí nhớ học đường ạ. Dạ, con xin cảm ơn bác Xuân và bác Hoàng ạ. Kính thưa quý đại biểu, ngay trong ngày hôm nay, để dự án siêu trí nhớ học đường được thành công tốt đẹp, ngay từ khi dự án mới bắt đầu, chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ rất lớn, sự đồng hành từ cộng đồng các doanh nhân, ban giám hiệu các trường học, quý thầy cô giáo, quý phụ huynh. Họ là các đối tác đồng hành để triển khai chương trình siêu trí nhớ học đường đến học sinh trong toàn quốc. Đến nay, đã có 125 đơn vị cá nhân tham gia triển khai.
Đây là một nhân tố không thể thiếu để chương trình có thể đến được với các bạn học sinh và sinh viên trên khắp cả nước. Và ngay sau đây, xin kính mời các đối tác của chương trình Siêu Trí Nhớ Học Đường lên sân khấu để nhận chứng nhận đại lý ạ. Xin mời các anh chị. Và xin mời anh Trần Thanh Trung, CEO của công ty Cổ phần Đào tạo Tâm Trí Lực, đơn vị triển khai chương trình Siêu Trí Nhớ Học Đường, và kỷ lục gia thế giới Nguyễn Phùng Phong cùng lên trao chứng nhận đại lý. Và ban tổ chức xin hân hạnh được giới thiệu và vinh danh một số đại lý đang hiện diện trên sân khấu để nhận chứng nhận của ngày hôm nay. Xin chúc mừng chị Lý Thục Quyên, công ty Phú Cường Việt, chị Trần Thị Thu Hà, chị Đinh Thị Thu Hằng, chị Phạm Thị Bích Thùy, chị Trần Thị Hiền, chị Hà Thị Tuyền, chị Vũ Thị Hường, anh Vũ Khắc Tuấn, anh Nguyễn Hoàng Tuấn, chị Lê Thị Thu, chị Đỗ Thị Tuyết Nga, chị Võ Thị Thúy Thanh, anh Võ Văn Hòa, anh Lê Văn Trung, chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết, chị Lê Phương Hồng Hạnh, chị Đỗ Thị Thu, chị Ngô Thị Diệu, anh Hoàng Văn Phú, chị Đinh Thị Thanh Tâm. Và xin một tràng pháo tay thật lớn, đây là những cánh tay nối dài để mang Siêu Trí Nhớ Học Đường đến rộng rãi hơn với các bạn học sinh và sinh viên trên khắp cả nước. Xin cảm ơn các anh chị. Và em xin mời ông Trần Thanh Trung và kỷ lục gia Nguyễn Phùng Phong nán lại sân khấu. Em xin mời các anh chị mình về lại chỗ ngồi ạ. Kính thưa quý anh chị, sự ra đời của dự án Siêu Trí Nhớ Học Đường còn đánh dấu một bước phát triển mới cho cuộc thi Siêu Trí Nhớ tại Việt Nam, khi Siêu Trí Nhớ chính thức được đưa vào ứng dụng thực tiễn cho các em học sinh, sinh viên trên toàn quốc. Vì một thế hệ trẻ Việt Nam tinh hoa, dự án cũng chính thức thiết lập một kỷ lục mới của Việt Nam, đó là chương trình đào tạo trực tuyến có số lượng bản vẽ tay tóm tắt nội dung nhiều nhất Việt Nam với 1.150 bản vẽ tính đến thời điểm hiện tại. Và ngay sau đây, để thực hiện nghi thức trao bằng xác lập kỷ lục Việt Nam, xin trân trọng kính mời lên sân khấu tiến sĩ Than Văn Phúc, Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục Việt Nam, sẽ tiến lên sân khấu để trao tặng bằng xác lập kỷ lục Việt Nam đến ông Trần Thanh Trung, CEO của công ty Cổ phần Đào tạo Tâm Trí Lực, đơn vị triển khai chương trình Siêu Trí Nhớ Học Đường. Và con kính mời lên sân khấu tiến sĩ Lê Doãn Hợp, Ủy viên Hội đồng Workins, Chủ tịch Hội đồng xác lập tổ chức kỷ lục Việt Nam, sẽ đại diện trao tặng huy hiệu Everest, biểu tượng cho ý chí của cộng đồng kỷ lục gia thế giới của Workins, đến kỷ lục gia thế giới Nguyễn Phùng Phong. Và chúng ta cho một tràng pháo tay thật là lớn để đón mừng. Xin chúc mừng anh Trung đại diện cho Tâm Trí Lực và chúc mừng thầy Phong. Con xin mời bác Hợp mình nán lại sân khấu để có đôi lời phát biểu. Kính thưa các đại biểu trung ương và địa phương là khách mời của Hội Kỷ lục Việt Nam, kính thưa các kỷ lục gia toàn quốc họp mặt trong cái kỳ ngộ 41 này, những gì chúng ta vừa chứng kiến đã nói lên tất cả. Và nói thật là tôi với anh Thăng Văn Phúc rất thích những cái kỷ lục nội dung như thế này, bởi vì kỷ lục trí nhớ là kỷ lục trí tuệ, là tương lai của kỷ lục Việt Nam. Và nếu được nói vài lời, tôi xin nói thế này: con người ta có ba cái quý giá nhất. Một là sức khỏe, hai là trí tuệ, ba là văn hóa. Khi có sức khỏe thì chúng ta mới có nhiều ước mơ, trong đó có ước mơ cao nhất là có trí nhớ và trí tuệ tốt. Khi có sức khỏe thì chúng ta mới chịu học,
chịu đọc, chịu nghe, chịu đi để khám phá và tổng kết thực tiễn thì chúng ta sẽ có trí tuệ. Mà khi đã có trí tuệ thì chúng ta mới biết chăm sóc cái sức cho sức khỏe thì để có sức khỏe tốt hơn. Thực ra thì cái sức khỏe con người nó lệ thuộc quan trọng nhất là cái đầu chỉ huy được cái miệng. Ăn thế nào cho khỏe, nói thế nào cho khỏe, uống thế nào cho khỏe, hút thế nào cho khỏe là cả một kho tàng lý luận và thực tiễn mà chúng ta phải tiếp cận. Và khi đã có trí tuệ thì chúng ta sẽ có văn hóa. Và tôi xin tổng kết thế này, đời tôi đã đi qua 18 chức danh thì tôi chỉ sợ có một loại người thôi, đó là những người dốt mà không biết mình dốt. Thực ra cái người dốt họ nghĩ gì, họ làm gì mình rất khó lường. Mà người dốt bao giờ cũng làm theo người giỏi không chuẩn. Người dốt bao giờ cũng làm theo người giàu không chuẩn. Mà không biết họ sẽ làm cho ai. Vì thế cho nên trí tuệ là để chúng ta phân biệt đúng sai, để làm thật tốt. Và vì thế cho tôi nói là cái trí tuệ nó mở đường cho tất cả. Khi đã có sức khỏe, có trí tuệ rồi thì nó mở đường tất cả. Và đã có trí tuệ thì dứt khoát sẽ tiến tới có văn hóa. Và tôi xin nói thế này, theo tôi một người có văn hóa, tôi khái niệm là có 3 tiêu chí. Trước hết là văn hóa ứng xử, sau đó là văn hóa trí tuệ, và thứ ba là văn hóa vật chất. Một người có văn hóa ứng xử tốt là một người xuất hiện ở đâu cũng làm cho những người xung quanh cảm thấy dễ chịu. Thì rõ ràng cái phong cách của mình là lệ thuộc cái đầu điều hành, là lại trí tuệ. Một người có văn hóa trí tuệ là một người mới gặp thì ngại, nói chuyện thì khoái, và chia tay mong ngày gặp lại, cũng do cái đầu điều hành rồi, là trí tuệ. Và một người có văn hóa là một người luôn luôn phấn đấu và hưởng thụ bằng thành quả lao động chân chính của mình. Điều này là điều đúng đảng ta đang có thể nói đang rất nhiều vấn đề băn khoăn. Anh làm năm 10 đồng, anh đòi hưởng 15 đồng thì anh ăn cắp của người khác 5 đồng rồi. Thì rõ ràng đây là cũng là trí tuệ điều hành. Cho nên chúng ta làm bất kỳ điều gì để tôn vinh cả 3 cái mà tôi nói, nó có quan hệ nhân quả với nhau và nó tác động qua lại với nhau, nó sâu chuỗi với nhau và nó tôn vinh lẫn nhau. Tức là sức khỏe, trí tuệ và văn hóa. Thế thì ra đời cái dự án siêu trí nhớ học đường, tôi rất đồng tình cái này. Chúng ta hãy làm cái này thật quyết liệt để người Việt Nam chúng ta thông minh nhiều hơn và làm việc chuẩn nhiều hơn, và đất nước sẽ thăng hoa tốt hơn. Và vì thế cho nên là tôi nhận lời ngay làm cố vấn cho cái chương trình này. Và có thể nói là tôi chúc cho Hội Kỷ lục gia chúng ta, cũng chúc cho cái tổ chức siêu trí nhớ Việt Nam, chúng ta hãy làm tất cả những gì có thể làm được để tôn vinh sức khỏe, để tôn vinh trí tuệ, để tôn vinh văn hóa. Đó là 3 tiêu chí cần nhất của con người trong tương lai, mà cũng là 3 tiêu chí cần nhất của đảng ta hiện nay. Nếu như Đại hội 6 chúng ta đặt ra 2 trụ cột để phát triển là kinh tế và văn hóa, thì Đại hội 13 này tôi đọc dự thảo là đặt ra 3 trụ cột: kinh tế, văn hóa và môi trường. Và môi trường cũng là văn hóa, môi trường cũng là trí tuệ. Tôi xin nói các ông chí, tôi sang Israel thì Ngài Bộ trưởng Israel nói mấy câu mà tôi thấy cần có thể nói ở đây. Ông bảo: thưa ông, thưa ngài, con người chúng ta chỉ hơn con vật có một điểm là con người biết đọc. Vì thế nếu ai đó không chịu đọc thì là con vật. Không có đau như thế cơ. Hồi tôi là bộ trưởng tôi chỉ nói câu là biết chữ mà không đọc thì cũng là mù chữ. Và thực ra tất cả rèn luyện. Và ông Ocelain ông nói thế này: 80% những thành công của đất nước chúng tôi là nhờ đọc mà có. Và ông nói câu thứ hai cũng là trí tuệ. Ông bảo Việt Nam và Israel đều là những nước đi sau. Nếu đặt ra mục tiêu là tiến cùng thời đại thì mãi mãi đi sau. Israel chúng tôi là tiến vượt thời đại, hoài bão như thế. Và ông nói câu thứ ba là Việt Nam luôn luôn nói phấn đấu năm sau cao hơn năm trước. Với chúng tôi như thế là không đủ. Năm sau buộc phải cao hơn năm trước. Và điều chúng tôi đòi ra hỏi là năm sau phải khác biệt năm trước. Tất cả những cái đó muốn có được phải bằng trí tuệ và trí nhớ. Cho nên hôm nay chúng ta tôn vinh trí nhớ và trí tuệ là tôn vinh cái giá trị văn hóa cao đẹp nhất của dân tộc ta, của nhân loại và của tương lai. Và tôi hy vọng là cái dự án này sẽ thành công. Để xin chúc mừng đồng chí Nguyễn Thuần Phong và tất cả mọi người.